Vâng, xin chào bác đã biết kiến xe ạ. Và nay giới thiệu bác một mẫu địa hình với tuần mai, mẫu thương hiệu của thương hiệu Gian, một đồ của Gian XTC, một trong những thương hiệu mà quát có đánh giá rất là cao và quan tâm rất là nhiều về bên em. Nhiều bác hỏi em về những mẫu dòng Gian cao cấp của một đồ XTC thì nay về một chiếc với group DOD cộng SLX vành cặp Mavic. Và đây xin mời nhắn gửi chiếc xe. Vâng, xin vui mừng, đây là cái mẫu dòng mountain bike, dòng địa hình Gian XTC, một trong những cái mô đồ dòng Gian cao cấp XTC với thương hiệu Gian, sẽ làm từ hợp kim nhôm. Nhiều bác hỏi em về những mẫu dòng Gian địa hình XTC, một trong những cái dòng xe Gian cao cấp rất là phổ biến tại thời điểm hiện tại, được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao về cái mẫu Gian XTC. Tem đen, Made in Taiwan, Gian dòng Gian quốc tế. Một trong những mẫu dòng xe thương hiệu đến từ Gian, được Gian những model cao cấp, dòng model Gian XTC. Cổ phút ghi đông chính hãng của Gian, Gian con lếch, nguyên bản theo xe, tem Gian quốc tế, ngâm vàng, cũng nguyên bản theo xe. Gian sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD, bên tầng lip, sử dụng đằng trước là sử dụng cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Avic. Thì trong cái quá trình sử dụng và thời gian ở bên bãi, qua chịu của ảnh hưởng của mưa gió thì nó hơi bong một chút các bác nhé. Lớp sơn ở cái cục phanh của phanh Avic thì hơi bong một chút, nhưng tổng thể xe nó sử dụng rất là tốt, không ảnh hưởng đến xe cả. Bên phải em sử dụng với bên tầng đĩa Shimano DOD và cụm phanh dầu, sử dụng cụm phanh dầu của Avic đến từ thương hiệu Mỹ, rất là an toàn. Nó cho qua quá trình thời tiết mà nó bị bay mất cái lớp sơn đen ở đây, đó là về có phải phủ sơn đen đây, nhưng mà em vẫn để nguyên zin theo xe. Sử dụng giảm sóc dầu chính hãng của Rockshop XC32, và sóc dầu cũng đến từ thương hiệu Mỹ là Rockshop. Xe trang bị với cặp vành cao cấp của Mavic, vành Mavic XM319 ít là đĩa không nhá, vành đĩa 319, Mayer của Shimano cao cấp, Shimano DOD luôn nhá, Mayer của Shimano DOD. Rất là hiếm về bên em những cái dòng xe mà có may ơ dòng DOD, thường thì sử dụng với dòng Shimano thường và XR, may ơ DOD, vành Mavic. Sử dụng lốp Maxxis, kích thước lốp 26 x 1.95, lốp còn sử dụng rất là tốt nhé. Bên dưới gầm xe vẫn còn cái mã vạch chính hãng của dòng xe thương hiệu đến từ thương hiệu Gian. Nạp đĩa Shimano DOD, tem đen đó này. Thường thì các thường thấy xuất hiện những dòng xe Gian quốc tế là xuất hiện ở tem Gian, tem đen. Made in Taiwan. Đồi đĩa sụp giống chính hãng của Shimano DOD. Đồ đĩa 3 tầng được trang bị với củ đề sau cao cấp Shimano SLX trên cả DOD luôn nhé, củ đề SLX. Xe trang bị với 10 tầng lip, lip xích còn rất là mới, nguyên bản theo xe, lip xích còn rất là mới luôn nhé. Mayer sau là Mayer chính hãng của Shimano DOD, vành chính hãng của Mavic. Lốp sau được sử dụng với lốp cao cấp, lốp Michelin, lốp Michelin, vỏ lốp Michelin. Lốp sau được sử dụng cao cấp hơn lốp trước, còn rất là mới. Bọc yên của Gian, yên Fisquy, yên cũng có tông màu xanh nhan, xe có tông màu xanh đen rất là đẹp. Lần này trong cái lô hàng này em về rất nhiều những mẫu dòng xe road bike, dòng xe đua và dòng địa hình
với tông màu rất đẹp, tông màu xanh đen và màu trắng rất nổi bật. Và bây giờ xin coi chiều cao đứng của khung xe. Và chiều cao đứng của khung xe là size 45. Chiều ngang khung là size 55. Có size M cũng nhé. Size M trên khung xe để rõ này. Khi vào các bác cao tầng 1m65 đến chiều 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa trong bộ chủ động của xe 30 tốc độ. Lên lip này. Lip fit cũng rất là mới luôn nhé. Xuống lip. Đằng sau trang bị với củ đề cao cấp của SLX, 3 tầng đĩa đối sụp rỗng, đặt đĩa LED. Rất là bon. Bác nào tôi thích cái dòng đội hình được trang bị với và group cao cấp thì đây là mẫu lựa chọn của bác rất là hoàn hảo. Cái tông màu xanh đen và tông màu trắng rất nổi bật trên khung hình xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Gian XTC được trang bị với và group DLD cộng SLX, vành cặp chính hãng của Mavic, may hiệu Shimano DLD. Và xe giá tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có đặt con đơn để qua Zalo 0975 709 943, có lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh của Ngày Bác Chuyên Ngày Mai.